Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách mà mình duplicate cái view đó đồng loạt bằng Dynamo. Thì mình nói qua, đây là cách mình hướng dẫn cho các bạn làm nó nhanh không? Chứ bình thường á, thông thường á, thì các bạn sẽ làm thủ công từng view một. Ví dụ như vậy, cứ thủ công duplicate về từng view một. Ví dụ giả sử mình có 100 view ha, thì trong cái khóa học của mình hướng dẫn các bạn á, rõ ràng làm thủ công hoàn toàn hoặc là dùng Pyramid để mình duplicate. Thì giờ mình sẽ ứng dụng qua thêm một cái chức năng là cái tool Dynamo, mình viết ra rồi mình gửi cho các bạn để cho các bạn thực hành. Nếu các bạn làm được thì làm, còn không được thì quay về thủ công ha. Bởi vì cái lý do mà các bạn có thể làm không được, có thể mở cái file lên nó sẽ bị lỗi, thì sau đây mình sẽ giới thiệu để coi các bạn cố gắng làm được hay không ha. Bây giờ các bạn cứ làm theo mình, vào manage, đúng không, vào manage nè. Đây, ở đây mình có mở rồi, thì bây giờ mình sẽ tắt ha, đó. Không, khi bạn tắt ở đây á, thì trong phần manage thì các bạn có Dynamo, các bạn sẽ vào đây. Thì chú ý cho mình là cài các bạn 2.0.2 ha. Rồi thì giờ cứ mở lên đi, mình sẽ có những cái điểm chú ý cho các bạn để các bạn có thể kiểm tra, mở lên, thấy chỗ nào bị cái gì thì các bạn sẽ cần load những cái package trong cái Dynamo này về để cho cái file của mình nó hoạt động được. Vấn đề là nằm chỗ là các bạn phải làm cho nó hoạt động được, nó không bị báo lỗi thì các bạn sẽ chạy được. Giờ ví dụ ha, mở lên á, thì các bạn mở cái file mình lên, xem mình sẽ gửi cho các bạn cái file là duplicate view V1 này nè, đúng không? Ví dụ như cái V2 này là một cái nâng cấp khác thôi, thì cái V1 này đầu tiên trước đi. Bây giờ giả sử như mình mở cái này lên nè, open, thì các bạn sẽ down về, các bạn open lên, đúng không? Đây, ở các bạn sẽ có cái đuôi file là dyn, không? Dyn là Dynamo á. Rồi, dùng cái này. Các bạn sẽ open lên. Đó. Thì cái file nó sẽ chỉ như vậy nó thôi. Đó, nếu mà nó chạy nó ok á thì cái file nó sẽ không có bị báo lỗi một cái hình màu vàng hoặc là bị đỏ. Nghĩa là bị lỗi á. Lỗi đây là gì? Bạn bị thiếu những cái nốt. Thiếu những cái nốt. Thì bây giờ mình sẽ chỉ với các bạn ha. Các bạn nhìn lên cái thanh này mình chuột mình đang rê nè, đó có những cái điểm này. Thì bây giờ đây là những cái package cần thiết, nếu nó thiếu nó sẽ báo lỗi liền cái thứ khác. Thì thật sự cũng mình nghĩ cũng không thiếu đâu, nhưng mà các bạn cứ cài đặt thêm vô. Thì bây giờ mình, các bạn đầu tiên là check cái version của cái Dynamo của mình như thế nào, bằng vào health nè, about thì các bạn biết được nè, đây hai chấm nè, không, đang là version nè. Mình coi là Dynamo Rapid nè, 2.0.2. Thì để download nó ở đâu thì các bạn sẽ lên cái trang dynamobeam.org download ha. Đây, các bạn vào cái trang này ha, đúng không, kéo xuống các bạn sẽ view on nè, không, đó các bạn sẽ vào đây, đó thì nó sẽ có những cái bảng đó, thì các bạn download Dynamo install nè, không, đó các bạn download nó về, các bạn cài bình thường next thôi. Khi cài Rapid thì nó cho cái này các bạn cài được ha. Ở đây bản phiên bản này 1.3.3 cũng ổn định, nhưng mà mình đang xài cái 2.0.2 này. Thì mục đích là do mình tạo cái file này ra từ cái version này, thì các bạn mở thì có thể nó sẽ ok. Nó thiếu một vài chỗ thì các bạn chỉ cần load cái package về. Thì để load cái package về như thế nào ha, thì các bạn chỉ vào package, các bạn manage package, không, các bạn sẽ vào package, search for package, sort by nè, download nè, không, thì các bạn đợi một chút xíu, cái phần download này nó sẽ đưa ra những cái gì mà nhiều người đau nhất đó. Thì đây các bạn chỉ cần bấm nè, install nè, các bạn cứ install cho mình. Thì đây là những cái mà mình install và những cái cũng của nhiều người cũng install nó luôn, không, là cài đặt nó đó, giống như phổ biến á, thì nó show ra cho mình nè, không, download là nhiều người download. Đó là những cái mà gọi là những cái package mà cần thiết để vừa đủ để các bạn làm được ít nhất phải 50 cái package các bạn show ra ha. Rồi sau khi các bạn cài đặt hết thì tự động nó sẽ hiện lên đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chính ha. Sau khi bạn cài đặt rồi thì cái file của bạn nó sẽ ok hết, đầy đủ luôn. Thì lúc đó là các bạn dùng được rồi, thì các bạn sẽ mình sẽ bước qua cái phần mà hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái file này. Đó là cái bước đầu tiên mà các bạn vượt không qua được cái bước đó thì cũng không sao hết. Thì đơn giản cái phần cơ bản nhất của Dynamo các bạn chưa nắm thì các bạn có thể chưa làm được ha. Còn nếu bạn làm được theo ý như mình nói á
thì các bạn sẽ tận dụng được cái phần này để mình duplicate view nó nhanh hơn. Đó là phần hỗ trợ cho các bạn ha. Ok, bây giờ mình tắt cái này đi. Rồi, khi cái file của mình vậy ha, mình sẽ chỉ các bạn sử dụng nó như thế nào. Rồi, khi các bạn mở lên tương đương những cái file như vậy, đúng không? Phải mở song song ha, rồi mở song hai cửa sổ để cho các bạn dễ nhìn ha, để chỉ các bạn duplicate nó như thế nào. Đây. Đó. Rồi bây giờ mình ví dụ ha. Đầu tiên á, những cái file của các bạn, cái file của mình á, nó sẽ được thiết lập như vậy. Rồi bạn học qua rồi bạn sẽ biết ha. Cái view á, khi mà mình thiết lập cái cây thư mục, mình đều có thiết lập thư mục 1, thư mục 2, thư mục 3. Hoặc trong cái bài nó sẽ ghi là folder 1, folder 2, folder 3, nó ghi rõ luôn. Thì nó thiết lập ở đâu? Mình xin nhắc lại cái chuyện đó, bạn tạo tham số share ha. Đây. Mình tạo cái tham số share project parameter này không? Thì các bạn nhớ là khi các bạn đặt cái tên á, thư mục 1, thư mục 2, thư mục 3 là phải ghi đặt đúng vậy, thì chút xíu trong Dynamo á, cái file Dynamo nó cũng thiết lập những cái chữ giống như vậy luôn nè, thư mục 1, thư mục 2, thư mục 3 luôn. Như chăng các bạn chỉ cần mà đánh sai một chữ thôi, là một số, một chữ viết hoa thôi, nó cũng không nhận ra được nha. Chú ý cái này nha. Đó. Rồi. Còn có cái file bài tập của mình á, thì nó ghi là folder 1, folder 2, folder 3, thì nó ghi tiếng Anh thôi. Để chút xíu mình sẽ nói qua. Rồi, giờ để sử dụng ha. Thì các bạn quan tâm tới cái chỗ này để thay đổi nè. Bây giờ mình đang có sẵn những cái view này, 100 cái view của hệ HVAC, thấy không? VAC rồi, mặt bằng trần, thấy không, này nọ. Thì bây giờ mình sẽ duplicate ra một cái view khác của hệ khác được không? Đó, bây giờ mình ví dụ mình có HVAC. Thì bạn thấy ở đây search for nè. Thì mình tìm là tìm những cái HVAC. Và mình string là replace with nè, nó sẽ là cái mà mình mong muốn là cái hệ nào. Nó đúp ra và nó đổi tên cho mình luôn. Đúng không? Thì mình sẽ muốn bây giờ tôi muốn đúp cái hệ điện ha, hệ điện đi. Thì bây giờ lighting ha, giờ ví dụ mình ghi là lighting. Đó, lighting. Không, thì nó tìm ra cái chữ, những cái chữ HVAC này, nó tìm ra những cái chữ HVAC này, nó sẽ thay thế bằng cái chữ lighting. Rồi. Không, mấy cái này bạn đừng quan tâm nha, mình chỉ đổi những cái điểm nào mà mình chỉ các bạn thôi. Rồi bây giờ tới cái chữ thư mục nè, không? Là ba cái điểm này nó sẽ đưa những cái view của mình vào đúng cái thư mục mà mình mong muốn, là nhờ những cái nốt này. Ha, đây là những cái cơ bản nhất. Rồi thì cái thư mục 1 á, ví dụ ha, đây mình ví dụ. Đây. Nè. Ví dụ như cái view này thì thư mục 1 sẽ là hệ thông gió, mặt bằng ống chiêu lơ, 3 là mặt bằng. Nè, hệ thông gió nè, mặt bằng nè, là thư mục 3 nè, thấy không? Các bạn hình dung cái này mình đã nói rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái file demo lên, thì cũng tương tự trong đây nó y chang vậy luôn. Thì bây giờ mình đang nói mình đúp cái gì? Mình đúp cái hệ điện đúng không? Rồi thư mục 1 chắc chắn là mình sẽ đưa nó vô hệ điện. À, đó là cái thư mục 1. Rồi. Mặt bằng gì? Nãy mình có đúp ống chiller thì bây giờ mình không đúp. Mình sẽ đổi là mặt bằng đèn. À, mặt bằng đèn, thấy không? Đèn gì đó các bạn thích ghi gì ghi ha. Đó là thư mục 2 và ở đây là mặt bằng. Ở đây mình thích ghi chữ mặt bằng thôi. Tốt nhất là nên có ghi ha. Rồi sau khi mình xong hết những cái đó, kiểm tra lại một cái, thấy không? Tìm cái view này. Mình lấy từ cái view này đúng không, y chang như các bạn duplicate thôi. Đó, with detail. Thì cũng tìm mà các bạn phải duplicate 100 lần. Rồi sau các bạn rename 100 lần, biết bao nhiêu thời gian thì cái này nó làm hết cho các bạn. Chỉ một cái nút run nhẹ này thôi. Đó. Thì các bạn nắm những cái điều này là ok. Rồi bây giờ tới cái bước là đi thực hiện nè. Bây giờ các bạn sẽ ví dụ bên đây, mình bấm vào fold ha. Bấm vào. Bây giờ mình sẽ lên cái không có gì đúng không? Đó, bấm fold. Nó không có gì. Bây giờ mình sẽ true nè. Các bạn qua đây nè. Thấy không? True, bấm true ở đây xong qua bên repeat nè, bấm qua repeat nè. Bấm chuột qua repeat nha. Bấm chọn vô đây một cái là những cái view mình mong muốn nha. Kéo xuống. Kéo xuống đó.
ha, bấm ship. Rồi bấm ship nha. Rồi sau đó là nghĩa là nó chọn, có nghĩa là true là chọn, false là không chọn. Bấm run. Đó, các bạn chờ ha, chờ. Rồi đây hệ điện nè, thấy chưa? Hôm nãy là do nó có một cái mặt bằng này không, mình xóa đi, để do nãy có chọn thôi, không sao hết. Bây giờ mình bấm fail nè, thì nó không có chọn gì nữa, nó xóa hết empty list nè. Các bạn thấy không, true các bạn cứ tưởng tượng với mình là true là mình sẽ qua mình chọn, fail có nghĩa là để đừng có tạo tiếp. Ở khi mình fail là bây giờ mình sẽ tạo một cái tiếp theo cho các bạn xem ha, để cho các bạn hình dung. Bây giờ mình sẽ từ cái lighting này, không, cũng từ cái HVAC luôn, mình sẽ tạo một cái bản vẽ là power, không, mình tìm cho mình là cái power. Rồi power này tất nhiên các bạn sẽ đặt là gì, couple tray, ổ cắm này nọ, đúng không, gọi chung là power thì cũng là hệ điện. Nhưng mà mặt bằng này, ví dụ như mình ghi là mặt bằng ổ cắm đi, ví dụ ổ cắm, ổ cắm, thì ở đây mình đổi lại luôn, đổi luôn, đây mình ghi là ổ cắm luôn, thích ha, nó ghi power thì... đó, ghi luôn, đó, vậy luôn, tìm những cái chữ này, đổi thành chữ ổ cắm luôn cho mình. Rồi, hệ thuộc là hệ điện đúng không, tổng cái thư mục mẹ của nó là hệ điện, và mặt bằng là ổ cắm và mặt bằng. Rồi bây giờ mình chỉ đơn giản là gì, nãy là mình bấm fail rồi đúng không, giờ chỉ chọn thôi, true. Rồi mình chỉ qua mình chọn cái mặt bằng này nè, cũng bấm tiếp nè, kéo nhẹ chuột xuống tới đây luôn, bấm shift nha, bấm giữ shift nè, bấm nhấc chuột trái nha, bập. Rồi xong là chọn á. Rồi bây giờ mình chỉ bấm run nè. Đó. Các bạn chú ý cái bước đó ha, chứ không thôi các bạn sẽ chọn, nó sẽ chọn tùm lum hết. Rồi mình kéo xuống mình coi kết quả ha. Nó cũng thuộc hệ điện nhưng mà sẽ có mặt bằng ổ cắm nè, nó nhanh không? Thấy không? Nó nhanh ha, nó rất là nhanh. Bạn thấy không? Rất là hiệu quả ha. Bởi vì á, thứ nhất á, khi các bạn làm á, bạn phải bilingual trước cho mình hai level. Hai cái phần mặt bằng là mặt bằng trần và mặt bằng floor plan và mặt bằng ceiling plan. Bilingual thì ở đây mình đã bilingual rồi, để rồi sau đó mấy bạn mới duplicate. Ví dụ ha, không, đó là mình đã bilingual rồi nè, thấy không? Mặt trần cũng tương tự, mình đã bilingual rồi thì khi các bạn duplicate ra là 100% là mấy cái kia nó thừa hưởng luôn, thì cái cây thư mục các bạn sẽ ok hơn, đẹp hơn, và nó đã duplicate sẵn luôn và nó bilingual rồi luôn ha. Đó là bạn phải làm mẫu cho hai cái bilingual, cho floor plan và ceiling plan. Rồi bây giờ mình sẽ qua thử một cái file khác ha, và tạm thời bây giờ mình sẽ tắt để mình cho các bạn thấy một cái ví dụ khác. Bấm save cái file demo cũng được. Rồi mình tắt cái đi, tắt đi, mới nhìn qua cái file khác á, thì mình sẽ bật lại cái demo. Không, đứng ở file này thì các bạn bấm vô đây thì nó là demo thuộc cái file này. Còn bạn qua file khác là phải bấm lại ha. Rồi giờ mình sẽ vào view nè, để mình close view. Giờ mình qua cái một cái dự án khác không? Để ví dụ cho các bạn xem cái phần hồi nãy mình nói nè. Thấy không? Nè. Nó là đặt là gì? Folder 1, folder 2, folder 3 nè, nó cũng tương tự thôi chứ không khác gì hết. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn thay đổi như sao ha. Thay đổi thử để cho các bạn biết. Đâu rồi đây, đó, ví dụ nha. Rồi bây giờ cũng tương tự, các bạn sẽ vào manage, mở dynamo lên, rất là dễ ha. Rồi ở đây khi mà các bạn mở lên một lần rồi, các bạn sẽ thấy được cái recent này là những cái file mở gần đây nè, các bạn sẽ bấm vô đây luôn đó. Rồi mở lên thấy không, nó ok liền. Thì bây giờ chỉ cần mình chuyển này qua thôi. Rồi chút xíu mình tự mình chuyển qua luôn, tại vì nó chưa có gì hết á, cứ chuyển qua folder đi xem. Như mặt đường là chưa, nó chưa có cái list gì ở đây hết, chưa có những cái view, chưa chọn string ha. Chút xíu mình sẽ tự coi rồi mình duplicate cái mặt bằng nào, tìm mặt bằng nào. Giờ đầu tiên các bạn sẽ sửa cho mình cái này,
Này bấm vô cái view để các bạn coi ha. Folder là FOD1, FOD2 nè, đó là cái chỗ này nè. Mình sửa cho các bạn xem ha. Các bạn sửa đúng vậy luôn. Ghi hoa. Thấy không? Folder 1. Rồi. Các bạn copy qua. Ví dụ như các bạn qua cái file khác ha. Đó là cái style của mình đang hướng dẫn nha. Các bạn đúng không? Cái style mình đang hướng dẫn là cái kiểu mình đang hướng dẫn là như vậy. Đó. Mình copy luôn để cho nó tránh sai sót thôi ha. Chỉ đổi số thôi cho nó lẹ đó. Thì nó cũng sẽ tương tự. Thì cũng như thư 11, thư 12, thư 13 thôi. Rồi. Giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn lại nè. Giờ mình nói giờ mình muốn duplicate của cái gì đây? Hệ điện hả? Hệ điện couple tray rồi BS. Bây giờ mình sẽ ở đây khá là nhiều ha, bây giờ mình thử mình xóa đi. Giờ mình tìm lại mặt bằng này cái mình xóa ha, mình xóa thử này. Mình làm lại mặt bằng ra ha, xóa đi ví dụ thôi. Rồi, giờ mình sẽ tìm lấy mặt bằng của cái gì? Mặt bằng thông gió. Thông gió sẽ là mình tìm mà những cái gì gọi là thông gió ha, mình thấy trong đây có cái điểm chung là gì? Thông gió, đúng không? Đó. Thông gió nè. Đây có cái điểm chung là chữ thông gió, các bạn có thể copy cái chữ thông gió này. Đó. Đó, rồi xem thử rồi thì đây nó lại sợ nó đúc này, đây nó là mặt bằng trần không, thì đây mình sẽ có thêm một cái dấu nữa để cho nó xác định luôn là những cái view kia luôn. Không, là những view thuộc cái này thông gió, là chấp những cái view có cái chữ thông gió này ha. Ví dụ như đây mình thiếu nè, vừa bấm nè. Đây đây phải đặt luôn ha, đó nó rename ha, chạy nó nhớ no nha. Đó no rồi. Đó, nó tìm ra những cái view này là nhớ nha, search for replace là gì? Replace là gì mà sẽ là các cái gas không? Ống gas. Ống gas không? Ví dụ như vậy. Xong, thứ 1 là hệ gì? Nó thuộc cái hệ gì thì các bạn xem ha. Hệ cơ, rồi mình ghi tại kia đây, ở đây mình ghi hệ cơ thì mình ghi hệ cơ thôi. À, hệ cơ là hệ thông gió đó. Mình ghi tùy ha, đó là tùy biến ha. Mặt bằng ống gas. Đó. Rồi đây là mặt bằng, rồi. Giờ mình thử chạy ha. Xem nó ra hay không ha. Bấm ok. Kiểm tra lại một cái nữa. Thông gió là tìm ra những cái view thay thế bằng chữ ống gas. Rồi. True, chọn true nè. Chọn những cái mặt bằng này nè. Đó. Thì lúc mà mình chọn thì nó sẽ tìm ra, nó thay thế cho mình. Bấm vô. Được không? Đó. Giờ mình kéo xuống mình coi coi. Nè. Nó có cái gì nè không? Nó ra đúng rồi nè không? Nó ra đúng, nhưng mà khoan để mình xem lại cái hệ tại sao nó ra một cái nữa không nè. Ở đây mình ghi nè, các bạn ghi hoa này không, các bạn ghi hoa, còn ở dưới là ghi thường, thấy chưa? Đó, ghi hoa, bây giờ sửa lại ha. Đó. Đó, thì nó vô, sửa lần cái nó vô nè, thấy không, tự động nó nhào lên nè, nó nhảy lên đúng ngay cái hệ của hệ cơ nè. Không, các bạn bây các bạn chỉ cần đánh sai một xíu là nó sẽ đi kiểu khác liền. Đánh sai cái chữ thôi là đánh sai cái này thôi là nó sẽ không chạy luôn. Phải đúng, nghĩa là trong Revit các bạn cái chữ gì ở trong Dynamo phải chữ chàng vậy. Ha, để thành ra đó là những cái điểm mình rất là chú ý các bạn khi bạn làm. Chúng thôi nếu mà làm được thì nên dừng lại. Không? Chứ không thôi để mình qua mình làm thủ công, từ từ mình tìm hiểu mình sẽ tiếp tục mình thiết lập. Thì nó sau này mình hiểu rồi nó dễ hơn ha. Nhưng mà các bạn làm được thì nó sẽ giúp cho các bạn rất là tiện ích trong công việc. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.